Konnichiwa. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tiếp tục với lại bài thứ 3 rồi đúng không? Các bạn đã làm bài tập về nhà chưa? Ok, vậy chúng ta sẽ cùng chữa nhanh và hãy xem là phần nào mà cần phải xem lại flashcard độ thì hãy xem ngay nhá. Ok, trước khi mà vào bài học ngày hôm nay buổi thứ 3 của chúng mình thì các em thấy không ạ? Đây, cái bạn này, bạn bé nhỏ này, bạn bảo Bengyoshiro, học đi nha. Ôi, chúng mình nào cùng học nào. Ấy, kiểu á, trước khi mà bắt đầu ạ, thì cô sẽ gửi lời các bạn một cái câu vô cùng thú vị mà cô rất là thích. Hãy 1% để y 昨日の自分を超えてみせろ. Hãy, câu này nghĩa là gì ạ? 1% cũng được, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm sao nhỉ? Vượt qua bản thân mình của ngày hôm qua nhá. Hơn 1% cũng được, hãy cố lên. Hôm qua mình làm được có một câu không sao cả, hôm nay mình cố gắng mình làm hai câu là đã hơn 1% rồi. Yes, có. Ok, thôi là đùa một chút xíu thôi. Chúng mình sẽ bắt đầu với bài học buổi ngày hôm nay ngay bây giờ nhá. Ok, nào để xem nào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khởi động với lại chặng 1, 10 câu đầu tiên. 10 câu đầu tiên nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Ok, hãy 1番ですね, 1番. 彼女が悲しがってるのと来て あんなことを自分は何々と後悔した. Né, câu này nghĩa là gì ạ? Cái lúc mà nghe là cô ấy đang rất là buồn, đúng không? Cô ấy buồn. Các bạn nhìn thấy đây là ngôi thứ ba, cho nên là người ta không có dùng cách nói là kanashi nguyên, mà sẽ phải chia thành dạng là kanashi gatteru né. Rất là buồn thì tôi hối hận rằng là bản thân mình. Ở chỗ phần này mình thấy đều là cái động từ yêu đúng không ạ? Nói vậy thì bây giờ mình nghe được tin là cô ấy buồn như vậy thì mình làm sao để mình hối hận là à, mình không nên nói như thế đúng không ạ? Mình không nên nói cái chuyện như vậy. Vậy thì không nên nói, các bạn sẽ chọn đáp án nào? Hai, ii desu ne. Kore, tarashii desu ne. Yun ja nakatta. Yu beki dewa nakatta to koukai shimashita ne. Hai. Kore de ii desu ka, minasan? Đáng ra là mình không nên nói, mình không nên nói chuyện đấy cho cô ấy. Ôi biết thế không nên nói rồi. Chào, これでいいですか皆さん。はい、じゃあ次ですね。2番です。2番。はい。最近忙しくてどんどん仕事がたまる。たまる。何々。どこへも遊びに行けそうもありません。という文ですね。Cái đoạn này nó bảo là gì đây? À, vì là rất là bận rộn đúng không? Gần đây bận rộn cho nên là công việc thì ngày càng tha ma được. Tha ma được, chồng chất. Ngày càng chồng chất đúng không? Thế thì bây giờ trong cách nói ngày càng như vậy, đằng sau có là không thể nào mà đi đâu chơi được. Đó, các bạn sẽ chọn ngày càng chồng chất rất phù hợp luôn. Cái nào ở dưới này mang nghĩa là ngày càng ạ? So desu ne. Ippo de, ippo da という文法ですね. Quậy, bakkari da という文法もいいけど. Mình sẽ thấy là chỉ có ippo và bakkari là nó mang nghĩa là càng ngày càng thôi. Thế còn trong trường hợp này, gachi này, à, hay đúng không ạ? Hay không phù hợp. Hodo đến mức hoặc là như là hoặc sugi là quá làm sao đấy thì đều không phù hợp trong những cái ý nghĩa của câu này nhá. Ja, kore de ii desu ka minasan? Hai, tsugi desu ne. Hai, ja tsugi 3 ban desu. 3 ban. Hai. Ano fufu ga rikkon shita. Nani nani? Watashi ni wa ima demo shinjiraremasen. Hai, nan chưa nói bảo là gì nhỉ? À, cái cặp vợ chồng đó ly hôn đúng không ạ? Đằng sau thì là ôi dồi ôi, đến tôi này, ở bản thân tôi này, đến bây giờ vẫn không thể tin được. Không thể tin được. Cái chuyện mà cặp vợ chồng đó ly hôn đúng không? Ôi, họ tình cảm thế mà sao lại ly hôn được? Thì image nè. Hay, vậy thì ở phần dưới đáp án chúng ta thấy là cái nào thể hiện là cái chuyện mà. Rồi rồi rồi, chúng ta sẽ có là nante và nanka đúng không ạ? Thì đáp án của chúng mình đó chính là hay nante. Mọi người nhớ không? Nante và nanka đều có cách để đưa ra ví dụ cái chuyện mà làm sao đấy. Thế nhưng mà nanka của chúng mình không sử dụng với động từ nhá. Ở đây là rikkon shita. Cho nên sẽ là rikkon shita nante. Yes, cảm nhận sớm. Thế còn tame kara là vì. Cái này vào câu là thấy không phù hợp rồi. Đó. Ja, tsugi 4 ban desu ne. Hai, 4 ban. 先生の何々に日本語が上手になりました。Nghe thì cái đoạn này là mọi người thấy là đáp án nghe vẻ là dễ tìm quá đúng không? Bây giờ là sensei này, giáo viên này, đằng sau là tiếng Nhật của mình trở nên giỏi hơn. Thường các bạn sẽ nói là gì ạ?
À, nhờ vào thầy cô giáo đúng không? Vậy thì nhờ vào sẽ là so so okage de. Okage de, nhờ vào đúng nhỉ? Nhờ vào cái lý do với một mà có kết quả tích cực ở đằng sau. Đấy. Thế còn chỗ phần mà tame ni và kara de. Kara de thì bỏ qua đi, nhưng mà tame ni là vì. Cái này chưa phù hợp lắm bởi vì đã có một cái tốt hơn, đó là okage de rồi. Thế còn dake ni, mọi người thấy không? Dake ni thường đằng sau nó sẽ là cách để mà đưa ra cái lời khen ấy, lời khen mà ồ chính vì với một cho nên là hiển nhiên sẽ là với hai thôi. Đó. Nhưng mà trong này thì không phù hợp lắm vì chúng ta có cái đầu tiên rồi. Mọi người sẽ bảo ơ cô ơi, cái này là của N3 cơ mà. Thế nhưng mình sẽ thấy trong đề thi N2 thì sẽ có khá nhiều kiến thức câu ngữ pháp của N3, cho nên các bạn đừng bỏ qua nhé. Những cái của N3 mà xuất hiện trong những câu này chúng ta nên chú ý ạ. Hãy, chào, tiếp theo. 5番ですね。5番。はい。彼女は希望した何々に会社に就職できて喜んでいるですね。はい。 Cô ấy làm sao đấy? Cô ấy thì có thể vào làm việc tại công ty. Công ty gì đấy? Kỳ bộ. Mong muốn, nguyện vọng đúng không ạ? Vậy là vào làm được công ty giống như nguyện vọng đúng không? Đúng như nguyện vọng. Vậy thì cái nào ở dưới? Cái nào ở dưới sẽ thể hiện là đúng như theo nguyện vọng, giống như theo nguyện vọng. À, so desu ne. Tori no desu ne. Hai. Kibo shita tori no kaisha. Yes, cảm ơn sáng. Cô đang rất là vui vì có thể vào được một cái công ty như vậy. Hi, chào, これ để いいですか皆さん. Cái này thì dễ quá rồi đúng không? Mà nguyên như thế không liên quan. Yona như là, cái đấy không phù hợp, hồ đồ cũng không phù hợp luôn. Đó. Chà, 次, 6 番ですね. 6番です. Hay, mình sẽ xem ở câu 6 này sẽ như thế nào nhá. Mình thấy khá là dài đúng không? Nhưng cô nghĩ là không khó đâu. Hay, 明日友達と温泉に行くんですが、地震が起きたらどうしたらいいでしょう？ね？いいでしょうか？ A さんと聞きましたね。A さんは。はい。Bạn A bạn hỏi là, ngày mai thì tớ sẽ đi đến suối nước nóng với bạn. Thế nhưng mà nếu như mà có động đất xảy ra thì tớ nên làm như thế nào? Đấy, tớ nên làm như thế nào bây giờ? Thì bạn B mới trả lời này, bạn B trả lời là Sonna koto made, né? Sonna koto made. Shinpai suru. Đến mức đến chuyện như thế lo lắng vậy, mình sẽ nói là bạn ải như bạn hơi lo lắng thái quá hay sao đúng không ạ? Trời ơi, đi tắm nước nóng, tắm suối nước nóng với bạn thì có đi đi gì mà đã phải lo đến mức cả xảy ra động đất luôn. Thế bạn B phải là không cần phải lo lắng đến mức như vậy đâu đúng không? Vậy thì không cần phải lo lắng chính là cấu trúc ngữ pháp nào ạ? Hai, いいですね。ことはありませんよ。ことはないという文法ですね。心配することはない。Yes, cảm ơn sao? Nhớ cho cô nhá. Thế còn wa ke ga nai đây là gì nhỉ? Bằng với lại hazu ga nai desu ne. Phủ định mạnh mẽ là không có chuyện gì đâu. Thế còn tsumori wa arimasen đây mang nghĩa là gì? Tôi không định làm như vậy nhá. À, shika nai là mình sẽ có những cách nói như là hoka nai, tức là chỉ còn cách làm sao đó. Vở nghĩa này rất là không phù hợp, không thể nào chỉ còn cách lo lắng đến mức đấy được. じゃあ、これでいいですか皆さん。はい、次ですね。はい、次は7番です。はい。散歩に出かけた何々、スーパーに寄って買い物をして帰った。という文法ですね。Mình sẽ cùng xem câu này như thế nào nhé。Chúng ta sẽ thấy này, câu này thì có một cái vế đằng trước đó là đi ra ngoài. Đi ra ngoài, đi dạo đúng không ạ? Đi tản bộ. Đằng sau thì là gì nhỉ? Ghé vào siêu thị mua đồ rồi về. Tức là tiện đi ra ngoài, mất công đi ra ngoài rồi thì ghé vào siêu thị mua đồ đúng không ạ? Vậy tiện, cái nào sẽ là nét nghĩa tiện trong phần này ạ? So desu ne. Tsui de ni. Yes ka? Hai. Dekaketa. Tsui de ni. Tiện đi ra ngoài, đi dạo thì mua đồ. Thế còn trong phần này chúng ta sẽ thấy rằng là có hai phương án mà mình có thể loại được ngay. Đó chính là uchi ni. Uchi ni của mình không kết hợp với dạng verb tại đúng không các em? Nhớ nhá.
cả trong cả hai cách sử dụng của nó, ư chi ni được không kết hợp với tạ. Và shitagatte thì mình sẽ có verb lự hoặc là danh từ đằng trước rồi. Đấy, cho nên là mình cũng loại luôn. Còn lại là tạ tô thần ni. Ồ, cái anh này kết hợp với tạ, nhưng mà đằng sau nó thường diễn tả một cái điều gì đó bất ngờ xảy ra. Cho nên là cái việc mà đi mua đồ xong quay trở về thì chẳng có gì bất ngờ cả. Thành ra mình sẽ không lựa chọn đáp án là tạ tô thần ni. Is cảm nhận sao? Chà, từ gì nè. Hát chì bạn. Hãy, この楽器は親から子、そして孫、何々伝えられている。Hi. Cái này mình sẽ thấy này. Cái nhạc cụ này thì làm sao nhỉ? Được truyền đúng không ạ? Truyền từ từ bố này sang con này, sau đấy là đến cháu đúng không ạ? Đến cháu thì truyền đến cháu. Mình nghe thấy cái việc mà được truyền lại như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là đến, mình sẽ thấy à có cái anh tố họa và cái anh ế tố, là mình sẽ thấy là có cái có chữ ế là truyền đến đúng không? Thế còn hai cái anh này là mình có thể loại luôn được rồi. Vậy thì bạn sẽ chọn phương án nào? Sổ. Chính xác rồi, chúng ta sẽ có đáp án là ế tố ですね. Mago ế. Đấy, đến đời con cháu đúng không ạ? Ừ, phần này thì có lẽ là phần trợ từ lúc nào cũng là khiến mình đau đầu nhất. Nhưng mà mình thử suy nghĩ một cách đơn giản hơn đúng không? Đến thì chúng ta loại được hai cái kia. Và còn lại thì tối. Đương nhiên là cái từ nào mà trợ từ nào bổ nghĩa cho danh từ nào đứng ngay sau của cái danh từ đấy. Cho nên là đến cháu thì không thể nào là tố ệ được, mà là phải là ế tố. Yes, có. Hay, chà, 次ですね. Ừ, 기반です. Wow, mình sắp xong trạng đầu tiên rồi, cho nên các bạn hãy cùng cố gắng nhá. Ok. Toilet de nani nani sai chu ni kareshi kara denwa ga natta. Waraimasu ne. Hai. Mọi người sẽ thấy này, trong cái tình huống rất là buồn cười đúng không ạ? Đang làm sao ạ? Đang gì? Trời ơi, đang ở trong nhà vệ sinh, trời ơi. Vậy thì đang đúng không? Sai chu của chúng ta đúng không ạ? Thì đằng trước kết hợp của nó sẽ là gì? Đang trong lúc hoặc là giữa lúc đúng không ạ? Sổ. Chúng ta sẽ có đáp án đó là Ganbatte iru. Đấy, lúc đấy thì tự nhiên lại có điện thoại người yêu gọi đến. Thế có đau không chứ lại? Ok, các bạn nhớ nhá. Sai chữ thì đằng trước kết hợp sẽ là Thề iru. Nhớ cho cô nhá. Chà, sai go. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đến với câu số 10, câu cuối cùng trong trạng đầu tiên của mình nhá. Minna ni yoku kikoeru nani nani okina koe de hanashita. Ôi dồi ôi, cái này có vẻ rất là dễ rồi. Chúng mình sẽ thấy đằng trước là gì ạ? À, mọi người nghe rõ, đằng sau nói tiếng to. Cái này là gì ạ? Sợ. Để mọi người nghe rõ thì nói tiếng to đúng không ạ? Và đáp án sẽ là hai. Yoni desu ne. Yoni. Mitai ni không có cái nghĩa như vậy, mặc dù là nó có nhiều trường hợp họ sử dụng mitai và yo giống nhau. Sao thái hơi khác nhau một xíu. Tôi nhận đưa ra ví dụ này, so sánh và hay hay suy đoán, nhưng mà đây không phải là ba cách sử dụng đó, cho nên không dùng mitai ni. Thế còn tokoro ni bỏ qua đúng không ạ? Không phải đúng lúc. Rồi kawari ni trái là bù lại, đổi lại hay là thay thế, không có nghĩa như vậy. Mọi người ơi, mọi người lưu ý xem là những cái đề thi của GRPT những năm trở lại đây đó, tức là tầm khoảng năm 2010 đổ lại đây, thì cái đề thi N2 nó có khá nhiều câu của N3, ngữ pháp của N3. Cho nên là những câu nào mà có của N3 xuất hiện trong cái phần bài tập mình làm thì mình nên hãy chú ý đến nó. Yes, ka. Đó, mình thấy là đó là cái điểm rất là quan trọng mình nên để ý ạ. Hãy, chà, chốt tổ kiu kê shimashou.